Sáng nay theo giờ Việt Nam, lễ đón chính thức Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân và đoàn cấp cao Việt Nam đã diễn ra trọng thể tại tòa nhà Quốc hội ở trung tâm thủ đô Canberra, Australia. Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull và phu nhân đã chủ trì lễ đón với 19 loạt đại bác trang trọng theo nghi thức đặc biệt. Trước lễ đón hàng giờ, đội tiêu binh gồm các lực lượng hải, lục, không quân Australia với quốc kỳ và quân kỳ Australia nghiêm trang sẵn sàng đợi lệnh. Ngay khi đoàn xe chở Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiến lên từ phía sườn đồi Capitol và dừng trước tiền sảnh tòa nhà Quốc hội, Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull đã vui mừng tới bắt tay, đón mời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lên bục danh dự. 19 loạt đại bác dưới sự điều khiển nhịp nhàng của các khẩu đội pháo quân đội Australia lần lượt vang vọng trên đồi Capitol. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bước lên bục danh dự. Sau khẩu lệnh chào mừng của đội trưởng đội danh dự quân đội Australia, quốc thiều Việt Nam vang lên với dàn kèn đồng cỡ lớn của đội quân nhạc Australia. Tiếp đó, đội trưởng đội danh dự quân đội Australia trân trọng mời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc duyệt đội danh dự. Thủ tướng cũng tới chào đội quân nhạc Australia trước khi trở lại vị trí ban đầu cùng Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull. Ngay sau đó, hai thủ tướng cùng bước lên bục danh dự. Quân nhạc trang trọng cử quốc thiều Việt Nam và Australia. Tiếp đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull cùng tới chào các thành viên chính phủ hai nước tham dự và chứng kiến lễ đón. Ngay sau lễ đón, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull đã cùng chụp ảnh lưu niệm và tiến hành hội đàm. Quan hệ song phương Việt Nam và Australia đang phát triển nhanh, thực chất và khá hiệu quả, đặc biệt từ khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác toàn diện năm 2009 và ký tuyên bố về quan hệ đối tác toàn diện tăng cường tháng 3 năm 2015. Kim ngạch thương mại hai nước tăng trưởng trung bình hơn 7% mỗi năm. Năm 2017 đạt gần 6,5 tỷ đô la Mỹ. Tính đến nay, Australia có 412 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư 1,8 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 20 trên 126 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Việt Nam hiện có 44 dự án đầu tư trực tiếp vào Australia với tổng giá trị đạt 387,1 triệu đô la Mỹ. Australia còn là một trong những đối tác song phương cung cấp ODA không hoàn lại lớn nhất cho Việt Nam, đạt trên 110 triệu AUD một năm trong giai đoạn từ năm 2010 tới nay.